ngày 11 tháng 5, đội cảnh sát giao thông An Sương thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe khách và xe ô tô xảy ra trên quốc lộ 22 khiến tuyến đường kẹt xe kéo dài. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9 giờ sáng ngày 10 tháng 5, khi đó xe khách 29 chỗ của nhà xe Đồng Phước chạy trên quốc lộ 22 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh. Khi đến gần cầu An Hạ, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn thì xảy ra va chạm với ô tô 4 chỗ chạy cùng chiều. Chiếc xe khách lao lên giải phân cách bê tông, băng qua làn đường ở hướng ngược lại rồi mới dừng lại. Cả hai chiếc xe bị hư hỏng nặng, xe ô tô nát bơm bên hông phải, xe khách cũng hư hỏng nặng. Khi xảy ra tai nạn, trên cả hai xe đang chở nhiều hành khách, may mắn không có thiệt hại về người. Theo tài xế xe khách, khi chạy đến khu vực trên thì nổ lốp, dù anh này đã cố gắng kiểm soát tay lái nhưng bất thành.